Chào các bạn nhé. Hôm nay mình đang đi bắt sóc con các bạn ạ. Mình đi cùng với có thằng em mình đang đi ở phía sau. Nhưng mà trời thấy âm u quá, có vẻ như vừa mới vào mà đã trời cũng đang muốn mưa rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ở khu này các bạn này. Mình sẽ đi ở cái khu vườn tràm kia kìa. Đấy, ngay tay mình chỉ kìa. Và bên đây có cái đấm điều. Đó, mấy cái lùm thấp thấp rộng rộng như thế này các bạn này, là sóc nó ưa làm lắm. Đấy, mấy cái lùm rộng rộng như kia kìa. Đó, bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm khúc này, xong là một chút đi vô đấm điều nha các bạn nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi tìm qua khu này trước. Đó, thì nói chung là mình cứ đi tìm như vậy, lúc nào có mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Rồi, anh em mình đang đi vào cái hũng này, có cái tổ sóc hay sao các bạn ơi. Đây các bạn này, cái tổ đẹp lắm. Mình vừa mới nghe con mẹ nó kêu đây này. Đó, bây giờ anh em mình xuống đi thôi. Bắt cái tổ này coi có con không nha các bạn nha. Là mấy cây gì ta? Cây bời lời à? Đấy, tổ đẹp kìa. Mong mít tổ sóc. Đạp bên này. Kéo nó xuống được không? Kéo cái cành, víu cái cành hết á. Ừ đó, víu cành hết xuống. Tổ đây các bạn này. Đây này, cái tổ đây. Chắc có con luôn. Víu nó xuống. Đây, kéo qua đây này, kéo qua đây này, kéo ra ngoài đây. Kéo ra đây gì? Ừ. Từ nha, từ nha. Từ để đứng lên cái cục đá đó. Cái này mà rớt xuống cái rồi, kéo ra đi. Tí nữa đi. Đây đây. Quăng qua đây. Rồi rồi. Ui, tổ mới nha. Không có gì hết vậy. Có gì không? Không. Trời ơi, cái tổ đẹp vậy mà không có gì ta. Tổ cũ rồi. Trời ơi, cái tổ đẹp. Bao nhiêu hy vọng. Quá chứ. Rồi, thua rồi, tổ không có rồi các bạn ơi. Trời trái giống cây cơm ngủi nữa nè. Nè. Bời ơi. Đi. Ôi. Qua bên kia rồi có. Cái gió vậy gãy không ta? Này quay đi nhờ anh kéo gió mới lấy. Nói đi. Không nói luôn. Gọi. Con rồi. Đấy. Ôi rồi. Lấy lúa. Trời ơi. Tướng đẹp dữ vậy. Bự không?
Bắt luôn hả? Bỏ vô nón này mang đây. Hỏi thằng kia nó mua không? Kìa kìa, rớt kìa. Kìa nè. Kìa. Để cho coi luôn. Mang đây luôn đi, lỡ suốt nó chó rồi. Bự không? Chút xíu à. Trời đất ơi. Con chuột trong nội ơi. Đẹp ha. Ừ. Này mà đẹp. Lớn như con bữa mới đẹp. Đây, hai con nhang con các bạn. Nó chưa mở mắt các bạn. Đó. Đẹp không các bạn ơi? Bỏ cái nhang. Nó kêu, mẹ nó kêu không? Đấy, mẹ nó kêu đấy. Mẹ ở bên đây này các bạn này. Kìa kìa, đợi kìa kìa. Thôi mình đã bỏ lại cho mẹ nó nuôi đó các bạn ơi. Còn nhỏ quá, bắt về tội nghiệp đấy. Bỏ cái nhang mũi. Để nó treo lên nó bỏ lại. Cầm này. Giờ anh mình sẽ bỏ lên tổ này nha các bạn. Tổ tròn vo. Trời, cái tổ tròn đẹp lắm các bạn ơi. Trên đây này. Không biết là cái tổ gì luôn. Ấy tổ nhang đó không biết tròn vo. Rung 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 rồi. Buồn buồn con mẹ rớt cái bịch xuống nữa này. Có rồi.
trèo bên cạnh bên tay trái á, đứng bên cạnh bên tay trái á. Ở đó, đứng bên cạnh đó đó, không gãy được đâu, cây si này dài lắm. Trần vo hả? Tụi nhang cái gì vậy? Hả? Có gì không? Hả? Bò à? Có tổ chim. Sao nó hôi dữ vậy trời? Tụi chim đứng rồi. Tụi chim. Tụi chim các bạn ơi, mà nó bỏ rồi các bạn ơi. Cái cậu làm năm rồi quá. Sắp mưa nữa này.